Cô xin chào tất cả các em học sinh thân mến. Chào mừng các em đến với tiết học online môn tiếng Việt phân môn tập đọc lớp 5 hôm nay. Cô xin giới thiệu với các em, cô tên Nguyễn Thị Thu Vân, giáo viên trường tiểu học A thị trấn Núi Sập, huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang. Tiếp theo đây là nội dung cô sẽ gửi đến các em ở bài tập đọc lớp 5. Ở phân môn tập đọc lớp 5 hôm nay, chúng ta sẽ tìm hiểu tiết 39, bài Thái sư Trần Thủ Độ. Ở tiết học này, các em chuẩn bị sách giáo khoa tiếng Việt lớp 5, học kỳ 2, trang 15. Và qua bài học này, các em phải đạt được các yêu cầu sau. Thứ nhất, biết đọc diễn cảm bài văn, đọc phân biệt được lời các nhân vật. Thứ hai là chúng ta hiểu Thái sư Trần Thủ Độ là người gương mẫu, nghiêm minh, công bằng, không vì tình riêng mà làm sai phép nước. Và đây là nội dung mà các em cần phải đạt được ở cái bài học ngày hôm nay. Tiếp theo, cô mời các em đến với phần khởi động. Em hãy đọc thầm lại bài Người công dân số 1 và trả lời câu hỏi sau. Anh Lê, anh Thành đều là những thanh niên yêu nước, nhưng giữa họ có gì khác nhau? Tiếp theo, cô mời các em đọc thầm lại bài và suy nghĩ trả lời câu hỏi này. Và sau ít phút, cô và các em sẽ trao đổi. Tiếp theo, cô mời các em cùng quay trở lại để trao đổi về câu hỏi này. Anh Lê, anh Thành đều là những thanh niên yêu nước, nhưng giữa họ có gì khác nhau đây các em? Đó là anh Lê có tâm lý tự ti, cam chịu cảnh sống nô lệ vì cảm thấy mình yếu đuối, nhỏ bé trước sức mạnh vật chất của kẻ xâm lược. Còn ở anh Thành, không cam chịu, ngược lại rất tin tưởng ở con đường mình đã chọn, ra nước ngoài học cái mới để về cứu dân, cứu nước. Nếu như các em cũng trả lời đúng như thế này thì cô xin chúc mừng các em. Tiếp theo, các em cũng đọc thầm lại bài Người công dân số 1 và chọn câu trả lời đúng nhất. Người công dân số 1 trong bài là ai? Câu A, anh Thành, Nguyễn Tất Thành. Câu B, bác Hồ, Hồ Chí Minh. Câu C, anh Lê. Câu D, cả A và B đều đúng. Tiếp theo, cô mời các em suy nghĩ và chọn câu trả lời đúng nhất. Và đáp án đó chính là câu D, là đáp án đúng nhất. Cả A và B đều đúng. Như vậy, người công dân số 1 trong bài đó chính là anh Thành, Nguyễn Tất Thành hay là bác Hồ, Hồ Chí Minh. Nếu như mà các em cũng chọn câu trả lời đúng như thế này thì cô xin chúc mừng các em. Qua bài Người công dân số 1, nếu như các em đã đọc tốt và hiểu nội dung của bài và trả lời đúng các câu hỏi, cô có lời khen các em. Còn bạn nào thực hiện chưa tốt thì chúng ta cần phải cố gắng hơn nữa. Tiếp theo, cô mời các em sang phần hình thành kiến thức mới. Các em hãy quan sát bức tranh. Bức tranh này vẽ gì đây các em? Đó chính là người chính giữa, đó chính là Thái sư Trần Thủ Độ. Và phía sau lưng ông đó chính là phu nhân, là vợ của Thái sư Trần Thủ Độ. Còn người đứng trước mặt Thái sư này là ai đây các em?
đó chính là một người muốn xin vào làm một cái chức câu đương với những cái lễ vật mang vào. Và để giúp cho các em hiểu thêm về nội dung của bức tranh này, tiếp theo cô mời các em đến với phần bài đọc Thái sư Trần Thủ Độ. Cô mời các em cùng đọc. Thái sư Trần Thủ Độ. Trần Thủ Độ là người có công lập nên nhà Trần, lại là chú của vua và đứng đầu trăm quan, nhưng không vì thế mà tự cho mình vượt qua phép nước. Có lần, Linh Từ Quốc Mẫu, vợ ông, muốn xin riêng cho một người làm chức câu đương. Trần Thủ Độ bảo người ấy: "Ngươi có phu nhân xin cho làm chức câu đương, không thể ví như những câu đương khác. Vì vậy, phải chặt một ngón chân để phân biệt." Người ấy kêu vang mãi, ông mới tha cho. Một lần khác, Linh Từ Quốc Mẫu ngồi kiệu đi qua chỗ thềm cấm, bị một người quân hiệu ngăn lại. Về nhà, bà khóc: "Tôi là vợ Thái sư mà bị kẻ dưới khinh nhờn." Ông cho bắt người quân hiệu đến. Người này nghĩ là phải chết, nhưng khi nghe anh ta kể rõ ngọn ngành, ông bảo: "Ngươi ở chức thấp mà biết giữ phép nước như thế, ta còn trách gì nữa?" Nói rồi lấy vàng lụa thưởng cho. Trần Thủ Độ có công lớn, vua cũng phải nể. Có viên quan nhân lúc vào chầu vua, ứa nước mắt tâu: "Bệ hạ còn trẻ mà thái sư chuyên quyền, không biết rồi xã tắc sẽ ra sao, hạ thần lấy làm lo lắm." Vua đem viên quan đến gặp Trần Thủ Độ và nói: "Kẻ này dám tâu sằng với trẫm là thượng phụ chuyên quyền, nguy cho xã tắc." Trần Thủ Độ trầm ngâm suy nghĩ rồi tâu: "Quả có chuyện như vậy, xin bệ hạ quở trách thần và ban thưởng cho người nói thật." Theo Đại Việt Sử Ký Toàn Thư. Tiếp theo, cô mời các em suy nghĩ. Ở cái bài Thái sư Trần Thủ Độ này, chúng ta có thể là phân ra làm mấy đoạn để đọc bài đấy các em. Ở bài đọc này, chúng ta có thể phân các đoạn đọc bài như sau. Đoạn thứ nhất, từ Trần Thủ Độ là người có công lập nên nhà Trần, cho đến người ấy kêu vang mãi, ông mới tha cho. Đoạn thứ hai, từ chỗ một lần khác, Linh Từ Quốc Mẫu ngồi kiệu đi qua chỗ thềm cấm, cho đến nói rồi lấy vàng lụa thưởng cho. Và đoạn thứ ba là phần còn lại, là từ chỗ Trần Thủ Độ có công lớn, vua cũng phải nể, cho đến xin bệ hạ quở trách thần và ban thưởng cho người nói thật. Nếu như các em cũng phân được đúng ba đoạn đọc bài như thế này thì cô có lời khen các em. Tiếp theo chúng ta sẽ tìm hiểu nghĩa của một số từ ở phần chú giải. Từ thái sư, câu đương, kiệu, quân hiệu, xã tắc, thượng phụ. Cô mời các em tìm hiểu nghĩa của những từ ở phần chú giải này trong sách giáo khoa trang 16. Sau ít phút, cô và các em sẽ cùng trao đổi nghĩa của các từ này. Tiếp theo cô mời các em cùng quay trở lại để tìm hiểu nghĩa của các từ này. Từ thái sư có nghĩa là gì đây các em? Đó là chức quan đầu triều thời xưa. Còn từ câu đương là một chức vụ nhỏ ở xã, giữ việc bắt bớ,
áp giải người có tội. Từ kiệu là một phương tiện đi lại thời xưa, gồm một chiếc ghế ngồi có mái che và đôi đòn khiêng, thường do bốn người khiêng. Từ quân hiệu là chức quan võ nhỏ. Xã tắc có nghĩa là gì đây các em? Đó là đất nước, nhà nước. Từ thượng phụ là từ xưng hô để tỏ ý tôn kính trần thủ độ. Thượng có nghĩa là bề trên, phụ có nghĩa là cha. Tiếp theo chúng ta sang phần tìm hiểu bài. Câu 1. Khi có người muốn xin chức câu đương, Trần Thủ Độ đã làm gì? Ở phần này các em đọc thầm lại đoạn 1 và các em suy nghĩ trả lời. Sau ít phút cô và các em sẽ trao đổi. Khi có người muốn xin chức câu đương thì Trần Thủ Độ đã làm gì đây các em? Đó chính là Trần Thủ Độ đồng ý nhưng yêu cầu chặt một ngón chân người đó để phân biệt với các câu đương khác. Nếu như các em trả lời đúng như thế này thì cô xin chúc mừng các em. Tiếp theo là câu 2. Trước việc làm của người quân hiệu, Trần Thủ Độ xử lý ra sao? Các em hãy đọc thầm lại đoạn 2 và suy nghĩ trả lời. Và trước việc làm của người quân hiệu, Trần Thủ Độ không những không trách móc mà còn thưởng cho vàng, lụa. Các em đối chiếu lại nếu như các em trả lời cũng đúng câu trả lời câu số 2 như thế này. Một lần nữa cô xin chúc mừng các em. Tiếp theo là câu 3. Khi biết có viên quan tâu với vua rằng mình chuyên quyền, Trần Thủ Độ nói thế nào đấy các em? Các em hãy đọc thầm lại đoạn 3 và suy nghĩ câu trả lời. Khi biết có viên quan tâu với vua rằng mình chuyên quyền thì Trần Thủ Độ nhận lỗi và xin vua ban thưởng cho viên quan dám nói thẳng. Và nếu như một lần nữa các em cũng trả lời đúng như thế này thì cô có lời khen các em. Cuối cùng là câu 4. Những lời nói và việc làm của Trần Thủ Độ cho thấy ông là người như thế nào? Ở câu hỏi này các em hãy đọc thầm lại cả bài và chú ý về việc làm của Trần Thủ Độ để chúng ta trả lời.
Tiếp theo cô mời các em cùng quay trở lại để trao đổi câu số 4. Những lời nói và việc làm của Trần Thủ Độ cho thấy ông là người cư xử nghiêm minh, không vì tình riêng, nghiêm khắc với bản thân, luôn đề cao kỷ cương phép nước. Các em đối chiếu lại với câu trả lời của mình. Nếu như các em cũng trả lời đúng như thế này thì cô xin chúc mừng các em. Như vậy là vừa rồi chúng ta đã tìm hiểu ở cái phần tìm hiểu bài. Tiếp theo cô mời các em đến với phần luyện đọc diễn cảm. Ở phần bài học này chúng ta có thể luyện đọc đoạn sau đây. Ở đoạn này các em chú ý chúng ta đọc diễn cảm, chúng ta đọc đúng từ và đọc nhấn mạnh ở một số từ diễn tả mà đã được viết bằng mực màu đỏ. Tiếp theo cô sẽ đọc mẫu và các em chú ý đọc thầm theo. Trần Thủ Độ có công lớn, vua cũng phải nể. Có viên quan nhân lúc vào chầu vua, ứa nước mắt tâu. Bệ hạ còn trẻ mà thái sư chuyên quyền, không biết rồi xã tắc sẽ ra sao, hạ thần lấy làm lo lắm. Vua đem viên quan đến gặp Trần Thủ Độ và nói: kẻ này dám tâu sằng với trẫm là thượng phụ chuyên quyền, nguy cho xã tắc. Trần Thủ Độ trầm ngâm suy nghĩ rồi tâu: quả có chuyện như vậy, xin bệ hạ quở trách thần và ban thưởng cho người nói thật theo Đại Việt Sử Ký Toàn Thư. Tiếp theo cô mời các em hãy luyện đọc lại ở cái đoạn đọc này. Các em chú ý là chúng ta đọc đúng từ, đọc diễn cảm và nhấn mạnh ở một số từ diễn tả mà đã được in bằng mực màu đỏ, đã được viết bằng mực màu đỏ. Qua phần luyện đọc diễn cảm của các em, nếu như bạn nào đọc diễn cảm đọc đúng, đọc hay thì cô có lời khen các em. Cuối cùng ở bài học hôm nay là phần củng cố. Em hãy cho biết nội dung của bài Thái sư Trần Thủ Độ. Các em hãy đọc thầm lại bài và cho cô biết nội dung của bài này. Các em suy nghĩ trong ít phút, cô và các em sẽ trao đổi. Và nội dung của bài Thái sư Trần Thủ Độ này là gì đây các em? Đó chính là Thái sư Trần Thủ Độ là người gương mẫu, nghiêm minh, công bằng, không vì tình riêng mà làm sai phép nước. Nếu như các em trả lời đúng như thế này thì cô xin chúc mừng các em. Qua bài học Thái sư Trần Thủ Độ thì chúng ta thấy ông là một gương sáng về giữ nghiêm phép nước. Vì vậy chúng ta cần phải cố gắng học tốt để làm những việc đúng đắn và có ích cho đất nước. Bài học đến đây cô xin dừng lại.
Cô cảm ơn các em đã xem. Chào các em.